Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương cùng với các ban, ngành, doanh nghiệp và chuyên gia đã tổ chức hội thảo đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Đây là hội thảo đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội về CPTPP kể từ khi hiệp định có hiệu lực với Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, nhằm giúp các ngành liên quan có sự chuẩn bị chiến lược để đón nhận nhiều lợi ích và giảm thiểu thách thức. Đây cũng là kênh kết nối các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia với doanh nghiệp Việt Nam, từ đó có những cải cách phù hợp, cải thiện môi trường kinh doanh. Tại hội thảo, nhiều khía cạnh vấn đề mà doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt đã được đánh giá và phân tích chuyên sâu bởi các chuyên gia. Trong đó, điểm mấu chốt để doanh nghiệp Việt Nam hưởng lợi từ CPTPP là quy tắc xuất xứ hàng hóa được đi sâu vào thảo luận. Theo các chuyên gia, chỉ khi vượt qua được đòi hỏi về nguyên tắc xuất xứ thì các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường mới được hưởng thuế ưu đãi có được từ CPTPP. Vì vậy, các doanh nghiệp cần có ý thức tìm hiểu cụ thể và tuân thủ chặt chẽ các quy tắc xuất xứ để có thể xuất khẩu hàng hóa.